Các lực lượng tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái tấn công cùng các đội tác chiến của Nga đã tấn công hai kho đạn dược của Ukraine. 119 đội pháo binh cùng nhiều cụm nhân lực và thiết bị quân sự ở 126 khu vực trên toàn chiến trường, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 11 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga tiếp tục dồn lực tấn công tỉnh Donetsk, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 510 binh sĩ Ukraine. Cụ thể, đơn vị tác chiến miền Nam của Nga đã phối hợp với các đội máy bay quân sự và chiến thuật, cũng như lực lượng pháo binh, tấn công các lữ đoàn cơ giới số 22, 42, 58, 72 và 93 của Ukraine gần các địa phương Andreyevka, Kletchevka, Novomikhailovka và Palovka trong ngày qua. Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 400 binh sĩ Ukraine, phá hủy 5 xe bọc thép, 18 xe cơ giới quân sự, 1 lựu pháo D-20, 1 lựu pháo MSTB và 2 khẩu pháo tự hành Akasia. Riêng tại thành phố Liman thuộc tỉnh Donetsk, Nga đã tấn công quân đội Ukraine, gây thương vong cho tổng cộng 160 binh sĩ, phá hủy 4 phương tiện và 1 hệ thống pháo tự hành Akasia. Tại Zaporizhia, quân đội Nga đã không kích và nã pháo vào các vị trí tập kết của lữ đoàn tấn công cơ giới số 118, lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 và lữ đoàn số 15 của Ukraine. Các đòn đánh khiến Ukraine thiệt hại tổng cộng 30 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 phương tiện quân sự.